Em lấy chồng đã được mấy năm, nhà chồng em có ba anh chị em, hai trai và một gái, chồng em là Út. Anh trai chồng cũng đã lấy vợ và có hai đứa con. Anh chị ấy ở chung trên một mảnh đất với bố mẹ chồng em, nhưng cũng đã xây nhà, ở riêng và ăn riêng. Mẹ chồng em là kiểu phụ nữ ít nói, lại theo đúng nếp thuần phong mỹ tục của người phụ nữ Việt Nam, nhẹ nhàng, cam chịu và tôn thờ chồng con, nên bà răm rắp nghe theo những gì bố chồng em chỉ đạo. Trái lại, bố chồng em là người lắm điều, có phần chua ngoa, hay xỉa sói và không hợp với em. Hiện nay, ông bà đang sống cùng nhà với vợ chồng em. Nhưng từ ngày em đẻ đến nay, ông bà không giúp em trông con mà lại thường xuyên sang trông con cho gia đình anh chị. Mặc dù hàng tháng, ông bà vẫn ăn chung với vợ chồng em và không cần đóng góp gì. Nhưng cứ sáng ra khi ngủ dậy là ông bà lại chạy sang trông cháu cho anh chị đi làm. Còn con em, ông bà thích thì bế cháu để em cầm nước, còn không thích thì ông bà cũng kệ. Thực ra, mẹ chồng em cũng là người hiểu chuyện, bà thấy như vậy không thỏa đáng, nên cũng nói với bố chồng em là ông sang trông cháu cho anh chị, còn bà ở nhà giúp em trông cháu. Nhưng ông nói không thích nên bà cũng không dám tự quyết. Nên giờ, con em được 5 tháng rồi, hàng ngày vẫn chỉ có hai mẹ con tự chăm sóc nhau mà thôi. Thế nhưng đến trưa, ông bà về nhà ăn cơm. Nếu con em có quấy khóc, mẹ thì bận bịu, không kịp dỗ là ông lớn tiếng quát tháo cả hai mẹ con. Từ khi em về làm dâu đã rất nhiều lần, ông mắng chửi, xỉa sói em là đồ ăn tàn phá hoại, chẳng làm được cái gì cả. Con 5 tháng rồi cũng không chịu tìm việc làm, chỉ ở nhà chơi để mặc chồng bươn trải kiếm tiền. Chồng em cũng thương vợ, nhưng cũng không muốn bố mẹ chồng phải buồn, nên cũng chỉ biết động viên vợ mà không dám ý kiến nhiều với ông bà. Nhưng suy cho cùng thì em ở nhà cũng làm việc nhà, việc gì cũng đến tay em, từ quét dọn nhà cửa, chăm sóc con cái, đến giặt giũ quần áo, có việc gì là em không phải động tay vào đâu. Em nghĩ như vậy là em đã hy sinh để chăm lo nhà cửa, giúp chồng yên tâm làm việc. Vợ chồng anh chị em thì cả hai đều đi làm, vì thế kinh tế gia đình anh chị có vẻ rủng rỉnh, nhưng thời gian chăm sóc con cái của anh chị thì không nhiều, nên anh chị thường biếu ông bà tiền. Việc dọn dẹp nhà cửa đã có bố chồng em làm đỡ, hai đứa con đi học, nếu cần đưa đón thì nhờ ông. Hôm nào chị bận không nấu cơm, để sẵn, thì cũng nhờ em cơm nước cho hai đứa con của anh chị luôn. Em không hề phàn nàn hay than vãn chuyện này. Có lẽ vì vợ chồng em ít tiền hơn và cũng phải nuôi ông bà rồi, nên hàng tháng em không biếu thêm ông bà tiền tiêu vặt. Vì thế mà ông không ưa em chăng? Bố mẹ em có cho miếng đất cũng ở gần ông bà nội, nên hai vợ chồng bàn nhau về đó xây nhà ở riêng mà vẫn chạy qua chạy lại chăm sóc ông bà được. Sau khi bàn tính xong, hai vợ chồng đã xuống thưa chuyện với ông bà. Mẹ chồng em không có ý kiến gì, với bà thì thế nào cũng được. Còn bố chồng thì rất giận. Từ hôm em bày tỏ nguyện vọng của hai vợ chồng thì thái độ của ông lúc nào cũng khó chịu. Em gọi hỏi ông, cái gì ông cũng không thèm trả lời. Chị dâu em cũng hùa vào và nói em là đứa con dâu bất hiếu, không biết điều, không biết cách đối nhân xử thế, rồi đi nói xấu em với những người hàng xóm xung quanh. Mọi người cũng nói đến tai em nhiều chuyện không hay ho gì. Nào là em hỗn hào hay cãi ông bà, rồi là em lười biếng nọ kia. Những chuyện chị ấy dựng đứng lên, đi nói xấu em cũng đến tai bố mẹ em. Ông bà hỏi em sống bên nhà chồng thế nào, để chị dâu em nói với em như vậy. Nhiều người không biết lại nghĩ đó là sự thật. Em ức bố chồng em một thì ức chị dâu em gấp 10 lần. Tại sao lại đi ăn không nói có như vậy? Em không biết nên làm như thế nào nữa. Hai vợ chồng em cứ theo kế hoạch mà xây nhà, hay là phải đợi đến khi nào ông bà đồng ý đây? Các bạn thân mến, nên xây nhà ra ở riêng để hai vợ chồng được sống cho thoải mái, hay là cố gắng sống chung một nhà để chiều lòng bố mẹ chồng? Chúng ta hãy cùng nghe thính giả đêm nay có lời khuyên gì dành cho cô gái trẻ này. Lời khuyên đầu tiên trong chương trình là của bác Vũ Thị Lịch ở tỉnh Bắc Giang. Theo bác Lịch thì nhân vật cũng không nên căng thẳng quá, lại càng làm cho mọi chuyện trở nên mâu thuẫn. Tôi đành 10
người ăn chín nghị, đạo làm con cho vui cửa êm nhà, miễn sao chồng em biết là được. Còn cái chuyện làm nhà ở riêng, em cứ tham gia chung chung với bố và mẹ, người ta không bảo gì cả người ta. Còn mình có tiền, có của thì mình làm, miễn chồng biết là được. Còn chuyện chị dâu nói xấu em không ngại gì hết. Cây ngay không sợ chết đứng, lương tâm em cứ sống cho đúng đạo làm con, đúng đạo làm em. Thính giả Lê Thùy Liên có lời chia sẻ với nhân vật trên trang Facebook của chương trình như sau. Nhà có hai dâu là lúc nào cũng vậy, sẽ có những mâu thuẫn nọ kia, chỉ là mỗi người sẽ có những cách hóa giải theo cách khác nhau mà thôi. Nếu có đất có tiền thì bạn cứ ở riêng ra, vừa thoải mái tinh thần, vừa đỡ phải va chạm hàng ngày thì tình cảm tự nhiên sẽ đi lên. Bố mẹ làm bố mẹ chung, việc chăm lo là của tất cả, không phải riêng con nào. Khi con lớn, bạn đi làm rồi thì thoảng biếu quà ông bà, cho ông bà vui và cảm thấy con cái quan tâm tới mình. Còn đây là lời khuyên của bác Đinh Văn Vui ở tỉnh Nam Định. Ông bà nào mà chẳng thương con, thương cháu, như bác nói đây, tiên cách kỷ hậu mới lại thách nhiệt. Cháu còn ít tuổi, sự đời chưa từng giải, suy nghĩ còn lâm dạng. Cháu phải lấy được lòng tin của ông bà luôn. Vậy bây giờ cháu phải vui vẻ, gần gũi với bố, phải nói con chân ướt chân ráo, bố tạo mọi điều kiện cho vợ chồng con giúp đỡ, bảo ban chúng con có điều gì sai sót, mong bố mẹ thương chúng con. Bác tin rằng cháu nghe bác như vậy, cuộc sống gia đình mọi vấn đề sẽ như cháu mong muốn. Thính giả Lê Công Định cũng nghĩ, nếu bố mẹ cháu cho đất, vợ chồng cháu đã dành dụm đủ kinh phí xây nhà thì cứ thực hiện theo kế hoạch. Trước khi động thổ, vợ chồng cháu hãy xin phép ông bà cho ra ở riêng, bây giờ vẫn còn đang ở chung, nên bố chồng cháu tỏ thái độ như vậy cũng là dễ hiểu. Vì ông ấy nghĩ các cháu coi thường ông, vì ông ấy sẵn có tính ra trưởng mà. Còn đối với bố mẹ chồng cũng vậy, ông nói gì hay mắng mỏ gì cũng vậy, cháu cố nhịn cháu nhé. Nếu quá thì chỉ cần nói con còn vụng dại thì bố bỏ qua cho con, chứ đừng nên phản đối điều gì. Sớm muộn mọi người sẽ hiểu và tôn trọng cháu. Tiếp theo chương trình là chia sẻ của anh Trương Quốc Ngôn ở tỉnh Hà Tĩnh. Hạnh phúc của vợ chồng là cái mà đi suốt trăm năm cho sau này. Việc của ông bà, của gia đình, giàu như thế nào nữa, nói gì thì mình cũng là đào làm con, làm dâu. Nên nhớ rằng ở đấy là trách nhiệm của mình. Còn bây giờ muốn để cho một hạnh phúc tốt đẹp nhất, cô cùng chồng làm nhà riêng ra. Biết rằng thì chồng đứng giữa, nhưng đó là một cái hạnh phúc nhất của cuộc đời cô. Cô phải cần đi bảo vệ. Còn thính giả Hiếu Trọng thì nghĩ, quan niệm của các cụ thường nhiều khi bảo thủ gia trưởng là vậy. Tiền hai bạn làm ra, độc lập về kinh tế, chứ có phải đi vay mượn hay của ai đâu. Bố mẹ là bố mẹ chung, việc chăm lo phụng dưỡng bố mẹ là của tất cả con cháu, không phải của riêng ai cả. Theo bác Triệu Xuân Trụ ở tỉnh Quảng Ninh, thì dù gì nhân vật cũng phải giữ đúng đạo làm con, không nên quá căng thẳng với bố chồng về chuyện này. Theo ông ấy, cháu có mưa đất thì vợ chồng cứ làm nhà lên mà ở, và cũng nhìn nhìn chỉ sông, và cũng chăm sóc dưỡng thảo với bố mẹ chồng. Thế rồi một thời gian dài thì là biết được là thế nào là lễ độ ông bà bên đấy, thì hai bên có trách nhiệm thì mới thấy được cái công lao của vợ chồng cháu là rất giá trị. Thế còn cháu không nên là đi lạnh bên này thì dâu làm gì, cháu chỉ đã biết thôi cháu ạ. Thính giả Nguyễn Tùng cũng có lời khuyên dành cho nhân vật. Chúng ta nghe và nhìn từ một phía rất khó khẳng định đúng sai. Nhưng nhìn tổng quan thì tôi khẳng định rằng bố mẹ chồng bạn cư xử vậy không có gì là sai. Chỉ là thiếu tế nhị với bạn trong cuộc sống giữa bố mẹ chồng và nàng dâu mà thôi. Bạn ở nhà trông con, còn anh chị chồng bạn phải đi làm, thì ông bà sang trông cháu cũng là chuyện bình thường. Bạn đừng nên ghen tị. Không lẽ bạn chỉ muốn trông con để bố mẹ chồng làm hết công việc nhà hay sao? Bạn cũng nên học cách san sẻ với mọi người trong gia đình. Đừng vì cái tôi mà làm mình mất đi tình cảm, đoàn kết trong gia đình. Rồi đến lúc bạn cũng phải ra ngoài làm việc. Lúc đó con cái ai trông, nhà cửa ai chăm lo. Lúc ấy bạn cũng lại phải nhờ bố mẹ chồng giúp đỡ. Cuối cùng là chia sẻ của chị Đinh Thị Vĩnh ở tỉnh Bắc Ninh. Xã hội bây giờ thì không phân biệt con rể với con gái đâu. Mọi người tham gia với bố là động viên bố
nhất là có chỗ ở, thứ hai là nó đỡ phức tạp. Thì rất thuyết là bố sẽ phải nghe ra. Cái việc này thì cháu phải bình tĩnh, và không thì lại mâu thuẫn bố chồng. Chị Thanh Huyền nghĩ là nhân vật nên làm gì trong hoàn cảnh này ạ? Vâng, tôi muốn nói với nhân vật đôi điều như thế này. Mỗi người có một tính cách, vì vậy khi sống chung cùng với bố mẹ chồng và ở gần anh chị chồng thì khó tránh khỏi xảy ra mâu thuẫn. Những mâu thuẫn nảy sinh từ nhiều vấn đề khác nhau, thường rất thường nhật, nhưng lâu dần tích tụ lại làm ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Bạn có ý trách bố chồng ăn cơm cùng hai vợ chồng bạn, nhưng lại không trông con giúp bạn để bạn làm việc gia đình. Đấy là suy nghĩ từ phía bạn mà thôi. Còn tôi nghĩ trách cứ như vậy cũng có phần không đúng. Cháu của ông bà thì tôi nghĩ ông bà nào cũng đều sẽ thương cả thôi. Chỉ có điều bạn ở nhà, còn anh chị chồng bạn thì đi làm, nên ông bà muốn phụ giúp trông cháu cho hai vợ chồng bạn ấy đi làm. Hơn nữa tôi nghĩ trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo ban con cái là của vợ chồng bạn, hoàn toàn không phải thuộc về ông bà. Bởi vậy ông bà nội chỉ có thể chơi với cháu hoặc giúp đỡ bạn khi nào ông bà muốn mà thôi. Điều này cũng không thể cưỡng cầu hay là bắt ép nếu ông bà không muốn. Tôi cũng không rõ bạn đã mở lời nhờ cậy ông bà trông con lúc bạn bận chưa, hay là bạn nghĩ đó là trách nhiệm của ông bà. Nếu bạn chưa ngỏ lời mà muốn ông bà phải chủ động trông cháu thì cũng chưa được phải lẽ. Có thể ông đợi bạn có lời nhờ vả rồi mới giúp thì sao? Chính vì vậy tôi nghĩ giờ bạn cũng nên tìm cách gần gũi với bố chồng mình hơn. Cũng đừng nên tỏ ra bướng bỉnh hay giận dỗi với những việc ông bà làm. Thực ra người già cũng như trẻ con thôi bạn ạ. Người già cũng thích được con cháu quan tâm, động viên. Việc đầu tiên cần sửa đó là bạn có thể chủ động đề nghị ông trông con giúp những lúc bận rộn với thái độ cầu thị và vui vẻ. Nếu như ông từ chối giúp đỡ thì khi đó mới có cơ sở để đánh giá. Có thể chị dâu của bạn khéo léo hơn bạn về việc này chăng? Còn về vấn đề bạn xin ra ở riêng nhưng vấp phải sự phản đối của bố mẹ chồng thì tôi nghĩ bạn nên tìm hiểu xem nguyên nhân của việc không hài lòng này là do đâu. Biết được nguyên nhân sẽ giúp bạn có cách ứng xử sao cho phù hợp mà không gây thêm hiểu lầm giữa mọi người. Hơn nữa tôi nghĩ chồng bạn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xảy ra lần này, bởi anh ấy cũng là một thành viên trong gia đình, là người đứng ở giữa và là cầu nối giữa vợ với bố và chị dâu. Việc này hãy để chồng bạn tự dàn xếp với bố mẹ mình, chứ bạn cũng không nên ra mặt. Đây là việc chung của gia đình, do vậy mọi người, bao gồm cả anh chồng và chị dâu bạn, nên có một buổi nói chuyện cởi mở. Cần nhấn mạnh để mọi người hiểu rằng việc xin ra ở riêng của bạn chỉ là để không nảy sinh mâu thuẫn không đáng có. Dù ở riêng nhưng bạn vẫn quan tâm chăm sóc cho bố mẹ chồng và làm tốt vai trò của một người con dâu, chứ không phải ở riêng là chấm dứt việc qua lại chăm sóc thăm hỏi ông bà. Người xưa có câu, chị em dâu như bầu nước lã. Chị em dâu thường mâu thuẫn xích mích bất hòa, thậm chí lắm khi còn xảy ra xô xát, soi mói và bới móc nhau. Trong tất cả các mối quan hệ của một gia đình, chị em dâu có khoảng cách xa hơn cả. Nếu anh em rể hay còn gọi là anh em cột chèo, đồng hao, thường tỏ ra thân thiết thì chị em dâu chẳng mấy khi hòa thuận. Bởi thế, giữa chị em dâu cũng cần phải học cách kiểm soát mối quan hệ của chính mình, không nên tính toán quá chi li để bụng nhiều vấn đề. Như vậy rất khó chung sống, hòa thuận. Nếu bạn nghe được những điều không tốt về bạn thì cũng nên kiểm chứng lại xem có đúng là chị dâu bạn nói ra hay không. Bạn có thể gặp trực tiếp để nói chuyện với chị dâu mình về vấn đề này. Nếu cứ không nói ra mà giữ trong lòng để ấm ức tích tụ thì càng ngày sẽ càng có nhiều mâu thuẫn hơn. Chúc bạn sớm có thể hóa giải sự mâu thuẫn với bố chồng và chị dâu bạn ạ.